Hôm nay, ngày 11 tháng 11 năm 2018, Chúa Nhật thứ 32 thường niên, Thánh Martino Tour Giám Mục, lễ nhớ. Trích sách Các Vua, quyển thứ nhất. Trong những ngày ấy, tiên tri Elia trỗi dậy lên đường đi Sarepta. Khi ông đến trước cửa thành, ông thấy một quả phụ đang lượm củi. Ông gọi bà và nói với bà rằng: "Xin đem cho tôi một ít nước trong bình để tôi uống." Đương lúc bà đi lấy nước, ông gọi lại mà nói: "Xin cũng mang cho tôi một miếng bánh." Bà thưa: "Có Chúa là Thiên Chúa hàng sống chứng giám. Tôi không có sẵn bánh, tôi chỉ còn một nắm bột trong hũ với một ít dầu trong bình. Này đây, tôi lượm vài que củi về nấu cho tôi và con trai tôi ăn, rồi chết thôi." Elia trả lời bà rằng: "Bà đừng lo, cứ đi và làm như bà nói. Nhưng với chút bột ấy, trước hết hãy làm cho tôi một cái bánh nhỏ, đem ra đây cho tôi. Sau đó hãy làm cho bà và con trai bà. Vì Chúa là Thiên Chúa Israel truyền rằng, hũ bột sẽ không cạn, và bình dầu sẽ không vơi đi cho đến ngày Chúa cho mưa xuống trên mặt đất." Bà đi làm theo lời ông Elia. Chính ông và bà cùng cả nhà đều đủ ăn. Từ ngày đó hũ bột không cạn và bình dầu không vơi như lời Chúa đã dùng Elia mà phán. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Linh hồn tôi ơi, hãy ngợi khen Chúa. Thiên Chúa trả lại quyền lợi cho người bị áp bức và ban cho những kẻ đói được cơm ăn. Thiên Chúa cứu gỡ những người tù tội. Linh hồn tôi ơi, hãy ngợi khen Chúa. Thiên Chúa mở mắt những kẻ đuối mù. Thiên Chúa giải thoát những kẻ bị khòm lưng khuất phục. Thiên Chúa yêu quý các bậc hiền nhân. Thiên Chúa che chở những khách kiều cư. Linh hồn tôi ơi, hãy ngợi khen Chúa. Thiên Chúa nâng đỡ những người mồ côi quả phù và làm rối loạn đường nẻo đưa ác nhân. Thiên Chúa sẽ làm vua tới muôn đời. Sion hỡi, Đức Thiên Chúa của người sẽ làm vua từ đời này sang đời khác. Linh hồn tôi ơi, hãy ngợi khen Chúa. Trích thư gửi tín hữu Do Thái. Đức Giêsu không tiến vào cung thánh do tay người phàm làm ra, chỉ là hình bóng cung thánh thật, nhưng người vào chính thiên đàng để từ đây xuất hiện trước tôn nhan Thiên Chúa vì chúng ta. Người không còn hiến dâng chính mình nhiều lần như vị thượng tế vào cung thánh mỗi năm một lần với máu không phải của mình. Chẳng vậy, từ tạo thiên lập địa, người đã phải chết nhiều lần. Nhưng từ nay cho đến tận thế, người chỉ xuất hiện một lần tế lễ chính mình để hủy diệt tội lỗi. Như đã quy định, người ta chỉ chết một lần thế nào, sau đó là phán xét, thì Đức Kitô cũng hiến tế một lần như vậy để xóa tội lỗi của nhiều người. Người sẽ xuất hiện lần thứ hai, không phải để trượt tội, nhưng để cứu độ những ai trông đợi người. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Alleluia, Alleluia. Các con hãy tỉnh thức và sẵn sàng. Vì lúc các con không ngờ con người sẽ đến. Alleluia. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng dân chúng trong khi giảng dạy rằng: "Các ngươi hãy coi chừng bọn luật sĩ, họ thích đi lại trong bộ áo thụng, ưa được bái chào ngoài công trường, chiếm những ghế nhất trong hội đường và trong đám tiệc. Họ giả bộ đọc những kinh dài để nuốt hết tài sản của các bà quá.
họ sẽ bị kết án nghiêm ngặt hơn. Chúa Giêsu ngồi đối diện với hòm tiền, quan sát dân chúng bỏ tiền vào hòm, và có lắm người giàu bỏ nhiều tiền. Chợt có một bà quá nghèo đến bỏ 2 đồng tiền, là 1/4 xu. Người liền gọi các môn đệ và bảo: Thầy nói thật với các con, trong những người đã bỏ tiền vào hòm, bà quá nghèo này đã bỏ nhiều hơn hết, vì tất cả những người kia bỏ của mình dư thừa, còn bà này đang túng thiếu, đã bỏ tất cả những gì mình có để nuôi sống mình. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Suy niệm của linh mục Giuse Tạ Duy Tuyền. Bà quá nghèo tiền, nghèo của nhưng lại giàu tấm lòng. Nếu hỏi rằng ai là người có giá trị trong cuộc đời của bạn, có lẽ không phải là người có tiền, có địa vị, mà là người đã từng hy sinh cho bạn. Nếu hỏi rằng ai là người có ích với bạn, có lẽ không phải là người có quyền lực, có danh giá, mà là người tận tụy dìu dắt bạn. Vậy theo bạn, ai là người nghèo đáng thương nhất trong cuộc đời? Có lẽ người nghèo đáng thương nhất là người không có tấm lòng để cho. Sự ích kỷ đã đẩy họ đến bần cùng đến nỗi không mua được bạn bè, không mua được niềm vui của sự trao ban. Sự tham lam đã khiến họ chơi bẩn với anh em, dẫn đến sự xa cách lạnh lùng. Có một gia đình kia rất giàu có. Một hôm, ông bố dẫn con về quê với ý định cho con thấy người nghèo sống ra sao. Hai bố con ở chơi mấy ngày với một gia đình nông dân mà người ta vẫn coi là rất nghèo trong làng. Lúc trở về, ông bố hỏi con đã thấy người nghèo sống ra sao? Đứa con trả lời, cảm ơn bố đã cho con thấy mình nghèo như thế nào, còn họ thật giàu có. Ông bố hỏi lại, tại sao con lại nghĩ thế? Đứa con trả lời, con thấy chúng ta chỉ có một con chó, họ có tới 4 con. Chúng ta chỉ có một cái hồ cõng con ở giữa vườn, còn họ có dòng sông dài đến vô tận. Chúng ta chỉ có mấy cái đèn ngoài vườn, còn ban đêm họ có bao nhiêu là sao sáng. Trước nhà chúng ta chỉ giới hạn ở trước sân vườn, còn trước nhà họ là không gian mênh mông đến tận chân trời. Chúng ta chỉ sống trên mảnh đất nhỏ bé, còn họ có ruộng đồng bao la thẳng cánh cò bay. Chúng ta có gia nhân phục vụ, nhưng họ chăm sóc lẫn nhau. Chúng ta phải mua thực phẩm, nhưng họ tự tay trồng lấy lúa rau. Chúng ta có tường rào vây quanh bảo vệ, nhưng họ có bạn hữu bảo vệ. Ông bố nghe mà cứ ngẩn ngơ người, đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác trước nhận xét thật đơn sơ của đứa con. Bài phúc âm hôm nay, Chúa Giêsu cũng đưa ra 2 nhận định khác nhau về 2 loại người. Nhận định thứ nhất về nhóm biệt phái, đại diện cho thành phần có chức có quyền. Nhận định thứ hai về bà quá nghèo, đại diện cho những con người thấp hèn, nghèo đói. Cả hai đều lên đền thờ với 2 thái độ khác nhau. Bà quá nghèo khiêm tốn, nhóm biệt phái giàu có là kiêu căng. Bà quá nghèo dâng tất cả những gì mình có cho Chúa, người biệt phái chỉ có lòng tự cao tự đại. Nhóm biệt phái là những công chức đền thờ nhưng không đóng góp của chung, mà chỉ lợi dụng để lấy của chung thành của riêng. Họ là những người giàu có, nhưng lòng họ chất chứa đầy sự kiêu căng vụ lợi, đến nỗi không còn lòng quảng đại để cho đi. Bà gói nghèo tiền, nghèo của nhưng lại giàu tấm lòng. Bà thành kính lên đền thờ với thái độ khiêm tốn, thẳm sâu trước nơi cực thánh của Chúa. Bà đã dâng tất cả những gì mình có cho Chúa, dù chỉ là 1 đồng xu nhỏ bé. Chúa đã khen ngợi tấm lòng bà quá, một tấm lòng chân thành và quảng đại. Chúa nhận định giá trị về một con người không dựa trên những gì họ có, mà dựa trên những gì họ đã cho đi. Kẻ không bao giờ biết cho đi mới thực sự là người nghèo khốn cùng. Thật vậy, sự giàu có về vật chất đôi khi làm con người nghèo khó về tinh thần. Sự nghèo khó vật chất đôi khi thảnh thơi tâm hồn. Kẻ tham lam thường nghèo đói về lòng nhân ái. Kẻ biết sống khó nghèo thường chứa chan tình yêu.
kẻ có chức có quyền dễ mất tính bao dung và thương xót, kẻ khốn cùng dễ cảm thông với bất hạnh bần cùng của tha nhân. Xét cho cùng, sự giàu có không hề tại ở đồng tiền hay chức vị, sự giàu có hề tại ở những tương quan với đồng loại. Do vậy, điều mà con người cần tích lũy không phải là của cải trần gian, mà là tình yêu đối với tha nhân. Điều mà con người thu gom không phải là hàng hóa xa xỉ phẩm, mà là từng nghĩa cử cao đẹp chúng ta dành cho đồng loại. Kẻ có chức có quyền cần bị kết án nặng hơn nếu họ không biết dùng địa vị của mình để phục vụ một cách vô vị lợi. Chính họ không những phải trả lệ trước mặt Chúa về sự ích kỷ của mình, mà còn mất đi cơ hội mua lấy bằng hữu nước trời bằng tấm lòng rộng lượng của mình. Mỗi người chúng ta chỉ là những quản lý của Chúa, hãy biết đón nhận trong sự khiêm tốn và biết trao ban cho anh em theo khả năng và hoàn cảnh của mình. Xét cho cùng, tất cả những gì chúng ta có đều nhận lãnh do lòng quảng đại của Chúa. Do đó, những gì chúng ta cho không phải chúng ta cho của riêng mình, nhưng là giao lại cho người khác những gì thuộc về Chúa. Dù vậy, Chúa vẫn thưởng công cho chúng ta, vì Chúa đã từng nói: "Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu." Amen. Bài suy niệm của Linh Mục Du Xe tại Duy Tuyền. Xẻ áo. Trong một ngày đông giá lạnh, Martino lúc ấy đang còn phục vụ trong quân ngũ và chưa lãnh nhận niềm tin Kitô, gặp một ông ăn mày nghèo khổ đến độ không có lấy một mảnh vải che thân, đang ngồi tựa lưng vào bức tường, giơ bàn tay khẳng khiu van xin từng đồng xu nhỏ của những người qua lại. Không sẵn tiền trong túi và cũng không có lương thực để cho, Martino nhanh nhẹn leo xuống ngựa, tuốt gươm cắt phần nửa áo choàng của mình và quàng lên tấm thân gầy gục của người ăn xin đang run rẩy vì cái lạnh buốt xương. Kẻ qua đường đồng thanh cười nhạo cử chỉ khác lạ của người thanh niên. Đêm hôm đó, Martino nằm mơ thấy chính Chúa Giêsu bận nửa áo choàng mà chàng đã trao tặng cho người ăn mày, và Chúa nói: "Martino, tôi chưa lãnh nhận phép rửa tội, đã đắp lên tôi chiếc áo này." Ai trong chúng ta cũng biết câu chuyện truyền khẩu trên về hành động bác ái của Thánh Martino, vị Thánh giáo hội mừng kính hôm nay. Chào đời khoảng thế kỷ thứ tư tại Sabaria, nay thuộc nước Hungary. Năm 20 tuổi, Martino được gửi theo học tại Italia. Tuy là người không theo đạo Kitô, nhưng vì sống giữa các sinh viên công giáo nên chàng đã suy nghĩ nhiều. Khi nghe bạn bè nói đến Đức Giêsu, chàng nhất định tìm hiểu xem Giêsu là ai. Nhưng chẳng bao lâu chàng bị động viên. Khoảng năm 350, rời khỏi quân ngũ, Martino xin làm đồ đệ của Thánh Hilasio, giám mục thành Poggio. Nhận thấy Martino là người đầy nhân đức và có học thức, giám mục Hilasio đã phong cho chàng các chức thánh. Năm 350, bè rối, Azio bắt Thánh Hilasio đem đi đày vì ngài chống lại họ. Martino cũng bị giám mục thành Milan, là người bên vực bè rối, trục xuất khỏi giáo phận và sống trên một hòn đảo cùng với một linh mục khác. Sau khi Thánh Hilasio được tha, Martino trở lại Poasi và lập một dòng tu tại Lugire. Năm 370, khi đến Cade để hòa giải một bất bình giữa một số linh mục và tu sĩ, ngài đã ngã bệnh và từ trần tại đó. Mỗi năm gần đến ngày lễ Thánh Martino thành Torino, các trẻ em vùng nói tiếng Đức cũng náo nức như các trẻ em Việt Nam, nôn nao đếm từng ngày trước lễ Trung Thu, vì đây cũng là ngày các em rước đèn đi đến khoảng sân rộng để xem diễn tuồng Thánh Martino. Với những bài hát ca ngợi tình yêu thương cụ thể của chàng sĩ quan trẻ tuổi, với vở tuồng được trình diễn bằng người ngựa thật, và nhất là với những quà bánh thơm ngon được trình bày bán chung quanh chỗ diễn tuồng, chủ đích của cuộc lễ này vẫn là khắc ghi đậm nét vào lòng các em trẻ mẫu gương xẻ áo của Thánh Martino, để giúp các em hiểu rõ lời Chúa Giêsu tuyên bố trong ngày phán xét: "Ta bảo thật, mỗi lần anh chị em làm những điều ấy cho một kẻ hèn mọn trong anh em ta thì là làm cho chính ta vậy." Bài trích sách lẽ sống.